Tối 27 tháng 8, người dân nô nức diễu hành trước đèn trung thu khổng lồ trên đường phố Tuyên Quang. Người lớn và trẻ em cùng nhau reo hò tạo nên không khí náo nhiệt. Mô hình đèn trung thu này do người dân địa phương tự chế bằng nguyên liệu sắt thép ra nửa giấy, được lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích hay các vật dụng gắn liền với đời sống lao động sản xuất của người dân. Theo tìm hiểu, năm 2004 đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện những mô hình đèn lồng khổng lồ có chiều dài gần 10 mét. Từ đó đến nay, văn hóa trước đèn khổng lồ đã trở thành một phần không thể thiếu trong dịp trung thu tại tỉnh Tuyên Quang. Thay vì chỉ dành cho thiếu nhi, lễ hội này đi sâu vào đời sống người dân, trở thành ngày vui của mọi lứa tuổi. Đây là hoạt động văn hóa được người dân tự đóng góp, các tổ dân phố tham gia diễu hành đường phố bằng các mô hình tự sáng tạo như thế này.